lời Chúa theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 47 đến câu 54. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các người xây lăng trên các ngôn sứ. Nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thật, vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Abel đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các ông biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật, các người đã giấu cất chìa khóa của sự hiểu biết. Các người đã không vào mà kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và những người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu gọi những nhà thông luật và những người nắm giữ chìa khóa của sự hiểu biết, vì họ là những người thông thạo Kinh Thánh và nắm rõ lịch sử cứu độ. Với những kiến thức về Kinh Thánh, về lịch sử cứu độ, thì họ đúng lẽ phải nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu độ mà các ngôn sứ loan báo và toàn bộ lịch sử cứu độ quy hướng về người. Thế nhưng, họ không những không tin mà còn xuyên tạc, ngăn cản người khác đến và tin vào Chúa Giêsu. Tồi tệ hơn khi họ còn tìm cách loại trừ người. Nơi Chúa Giêsu, một Thiên Chúa yêu thương, đấng đã nhập thể và đi vào lịch sử nhân loại hầu giải phóng và mang đến ơn cứu độ cho mọi người. Thế nhưng những xuyên tạc của họ đã bóp méo khuôn mặt của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trở thành kẻ lộng ngôn, một tên sách động, xúi dục dân chúng nổi loạn, một tên phạm tội xấu xa hơn cả tên trộm cướp giết người. Các luật sĩ và những người hiểu biết Kinh Thánh và lệ luật, họ được coi là những nhà lãnh đạo dân chúng vì họ nắm giữ chìa khóa của sự hiểu biết. Thế nhưng thay vì phục vụ, hướng dẫn người khác đến với Thiên Chúa, thì họ lại đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Họ sử dụng sự hiểu biết để ngăn cản người khác đến với Thiên Chúa, bắt người khác phục vụ mình. Một cách nào đó, ai trong chúng ta cũng có trách nhiệm hướng dẫn kẻ khác nhận ra chân lý đức tin. Xin Chúa cho mọi người chúng ta biết dùng cuộc sống hiện tại, biết dùng lời nói, thái độ và cách cư xử hàng ngày để người khác nhìn vào mà ngợi khen Cha trên trời.